mít từng nó rụng, cỏ này vẫn còn xanh, trên nó rụng đầy rồi kìa. Cây đây, cái cây này rất là cao, nên còn mấy trái nữa, không biết là cái trái gì đỏ đỏ con. Sóc nó ăn đầy vỏ này. Mình vừa thưởng thức xong trái mít mít chín, còn lại là để cho thú rừng ăn rồi. Ăn rất là ngon. Cái dòng mít này là mít ướt, mít rừng nó, cái dòng mít ướt chứ không phải là mít khô, không phải mít dai, mít ướt nên là trên cây nó rụng xuống, rụng kia rụng đầy luôn. Mình ăn đấy thôi.